Nó ngon cả nhà ơi. Huyền mà cả nhà ăn với Huyền nha, cực kỳ ngon luôn nè cả nhà. Ủa ồ, nó ngon gì đâu. Huyền mà cả nhà tiếp nha. Lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay là ngày mùng 10 của thần tài. Hôm nay Huyền sẽ ăn đùi gà luộc chấm với muối ớt thần thánh siêu cay bốc cái lửa nha cả nhà. Siêu ngon siêu cay luôn á cả nhà. Huyền làm cái muối ớt này nè, cực kỳ cay luôn cả nhà. Mời cả nhà cùng thưởng thức cho Huyền nha cả nhà. Đây là tổng cộng có 3 cái đùi gà siêu to khổng lồ nha cả nhà. Đùi gà khổng lồ nha, cái này Huyền luộc nha cả nhà. Đó, cả nhà ăn với Huyền nha. Mình chấm vào đây, mình quét vào cái chén nước chấm. Nó ngon cả nhà ơi. Huyền mà cả nhà ăn với Huyền nha, cực kỳ ngon luôn nè cả nhà. Ủa nó ngon mà nó cay. Hôm nay là ngày mùng 10 có thần tài đó nha. Mình ăn gà nha nha. Ăn đùi gà. Quá trời cái đùi luôn, đùi khủng lồ luôn, đùi nào đùi nấy to lắm cả nha. Hôm nay cả nhà. Rất là to luôn. Thịt rất là ngon luôn cả nhà. Quét vào đây. Đó. Chấm vào đây. Wow. Nó ngon. Thiệt mà cả nhà nha. Ngon quá nữa nè. Chấm tiếp cả nhà ơi. Wow, trời nó ngon. Cả nhà ơi, cái nước chấm thần thánh này. Ồ, nó ngon gì đâu. Nhưng mà cả nhà tiếp nha.
Ờ nó ngon mà nó cay quá cả nhà. Siêu cay luôn cả nhà. Ăn cái đùi gà này no luôn cả nhà ơi. Quá bự à. Ngon. Nó cay, nó ngon mà nó cay quá trời. Cái nước chấm này cả nhà, cay hơn nước chấm giang đó cả nhà, cay hơn mì chấm giang đó. Rồi nó cay quá trời cay cả nhà, cay quá trời. Cái đùi gà nó bự quá cả nhà. Khi mà cái nhà ăn tiếp cho mình nha. Ngon quá cả nhà. Ngon quá. Ủa nó cay. Cái nước thần tắm này nó siêu cay cả nhà ơi. Bây giờ Như Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc Như Huyền thì cả nhà đăng ký like share ủng hộ Huyền nha. Cả nhà Như Huyền xin bye bye.